4 giờ chiều. Ok, mình đi thẳng vào vấn đề luôn nha. Tối qua sau công việc thì mình đi enjoy một tí, đi đến quán bar uống một tí cocktail, nói chuyện với bạn bè và cũng chia sẻ tâm sự một vài điều. Oh no, không phải gọi là tâm sự, mà thật đáng thương cho mình, lúc nào bạn mình cũng muốn mình chia sẻ và cho ý kiến. Và mình tổng hợp hôm nay được hai vấn đề, là làm cách nào để gia đình của bạn trai, gia đình chồng thích mình hơn, và làm cách nào để em có thể không buồn nữa khi mà gia đình bạn trai không thích. Ok, mình sẽ nói vấn đề xấu trước nha, sau đó sẽ nói về vấn đề vui. Mình đã từng nghe chia sẻ là chị ơi em phải làm gì bây giờ khi mà gia đình bạn trai của em, gia đình chồng không thích em. Ok, mình sẽ nói vài vấn đề này nha. Trước khi nếu muốn nhìn vào người khác vì sao họ không thích mình, vì sao ghét mình, thì mình xem lại bản thân của mình đã. Còn nếu bản thân mình đủ tự tin là không làm gì sai và đối xử tốt với họ thì ok, đó là vấn đề của họ. Khi thương cháu cũng tròn, không thương bồ hòn cũng méo mà. Mình đã nhắc câu nói này cũng rất là nhiều lần rồi. Khi thương em làm gì người ta cũng thương hết. Còn người ta không thích rồi em làm cái gì họ cũng không hài lòng. Vấn đề gia đình bạn trai không thích em là ở họ, vấn đề của họ. Và đây là lúc quan trọng nhất để thử thách bạn trai của em, thử thách tình yêu của anh ấy dành cho em. Chị không nói là bạn trai em cần phải so đo với gia đình em ấy, cũng không nói là em phải đối mặt với gia đình của bạn trai này. Không cần. Vì vấn đề này đâu phải tại em, do em, mà nó tự nhiên do gia đình bạn ấy. Họ muốn như vậy, họ thể hiện như vậy. Có những bạn nói với mình là em đã từng gặp gia đình bạn ấy đâu, chưa gặp bao giờ, và chỉ biết nhau qua lời giới thiệu của bạn trai em, là gia đình bạn ấy thế này thế nọ. Và bạn trai em cũng từng nói về em với gia đình của anh ấy, nhưng mà gia đình anh ấy không thích em. Có những lúc em và bạn trai đi chơi, gia đình của bạn trai em cũng thấy hình chúng em đi chơi đó, nhưng mà họ tỏ vẻ ra là không thích luôn. Không riêng ba má, anh chị em, mà dòng họ, chị em họ cũng vào comment bất lịch sự. Comment luôn làm tổn thương em, công kích em. Rồi, chị muốn nói một câu là chia buồn với em. Tất cả những lý do này không phải ở họ, mà chính ở người bạn trai của em. Không cần trách họ. Còn em cảm thấy trong hình ảnh đó họ comment, không cần trả lời. Em có thể block nếu em khó chịu. Những cử chỉ lịch sự nhất em dành cho họ không cần nói. Mình có thể block mà. Họ không thích mình thì đừng để họ nhìn thấy. Mình thấy khó chịu khi họ vào comment tổn thương thì block đi, chặn đi, nhanh mà. Thì mình sẽ không buồn nữa. Còn vấn đề lâu dài với gia đình bạn trai của em không thích em như vậy, đây là lúc thử thách dành cho anh ta. Em không cần buồn. Chị chưa khuyên em phải chia tay anh này, nhưng mà em nên lùi bước lại, dành tình cảm ít đi. Nếu mà một người đàn ông, người bạn trai này yêu thương em thật sự và rất rất yêu, không thể thiếu em được, cần có em trong cuộc đời của anh, và anh xác định là lâu dài mãi mãi bên cạnh em, thì anh ta sẽ làm được. Muốn là sẽ được, quan trọng là lòng người có muốn hay là không. Khi người đàn ông họ muốn thì có trời sập cũng không thể cản. Và riêng bản thân em cần nên nhớ một điều là phải biết giá trị của mình nằm ở đâu. Không phải là mình yêu anh rất là nhiều, dù yêu rất là nhiều nhưng mà vẫn phải có giá trị riêng của mình. Khi mà anh chưa xác định được là sẽ tiến với em lâu dài hay không, bởi vì vướng bận gia đình không thích, gia đình cấm cản, thì thôi, em hiện tại phải tập trung cho công việc của riêng mình thôi. Khi em đi tìm lại chính bản thân của mình và cảm xúc của mình, nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn, thì khi đó em cũng bớt đau khổ và sẽ tìm được những mối quan hệ mới tốt hơn. Và trong khoảng thời gian này để anh ấy suy nghĩ lại, suy nghĩ thật nhiều về cái chuyện có nên tiến tới hay là không, và chuyện gia đình, giải thích với gia đình ra sao. Ok. Và cho anh ấy thấy được không có anh thì em vẫn sống tốt. Hãy để anh bạn trai vượt qua cái thử thách khó khăn này. Nếu anh vượt qua được thì hai bạn tiến tới hôn nhân, anh sẽ thương yêu bạn nhiều hơn, vì bạn biết im lặng và nhường nhịn, không phải anh phải bối rối với gia đình của anh. Còn nếu chia tay thì ok, không sao, bạn vẫn có thể tiếp tục cuộc sống của mình, tiếp tục với những mối quan hệ mới. Khi không có gia đình anh gọi là đâm trọt
gọi là làm tổn thương em thì em vẫn phải sống vui, sống tốt phần cuộc sống của mình. Ok? Bởi vì chỉ ví dụ đơn giản thôi, em mua một cái túi xách, một đôi giày, một thỏi son, giá là 200 ngàn hoặc 300 ngàn đi. Rồi, nếu ai đó mà thích và kêu em chia sẻ lại thì em dĩ nhiên phải bán, một là bằng giá, hai là hữu nghị ít nhất là phải 190 ngàn hoặc là 290 ngàn, xê xích 1, 2 ngàn, 5 ngàn thôi. Đâu thể nào em bán với giá là 5 ngàn. Đó, em hiểu chưa? Khi mà em trao đi thì em cũng nên cân nhắc giá trị của mình ở đâu và đặt giá trị của mình đúng giá trị mà nó phải được. Còn riêng với những người đã lỡ lập gia đình với những người như vậy, với những anh như vậy, gia đình họ không thích thì mình nghĩ là cũng không sao. Vì cuộc đời ai nấy sống, không ai sống với mình mãi mãi. Ba mẹ đâu có thể bên cạnh mình mãi mãi. Báo hiếu thì vẫn phải báo hiếu, yêu thương vẫn phải yêu thương. Nhưng mà cuộc sống ai nấy sống, con cái mình phải tự nuôi, đâu có ai nuôi được. Và sống, mình sống với chồng, không phải sống với ba mẹ chồng, không phải sống với chị em chồng hay là các chị dâu, chị em khác. Cho nên không là vấn đề gì hết. Còn với những em gái mà gia đình bạn trai không thích và anh ấy cũng nói với em như vậy thì ok, không sao. Em nên có giá trị của bản thân mình là sao? Khi mà anh ta muốn gặp, không phải lúc nào cũng có thể gặp. Đừng làm cho mình là gọi là available, là có sẵn, sự có sẵn. Lúc nào anh cần cũng có, lúc nào anh muốn gặp cũng được. Không, em phải cho anh ta biết giá trị của em. Còn trong khoảng thời gian mà để anh suy nghĩ, nhất quyết em không cho anh ta chạm vào em. Nếu em lỡ quan hệ tình dục cũng như là sex trong khoảng thời gian này là em sai, rất là sai, đi xa quá rồi, sai lắm. Em thất bại hoàn toàn. Không cho anh ta gặp và nhất định phải để anh ta suy nghĩ giá trị của em nằm ở đâu. Thử thách này nếu anh bạn trai em không vượt qua được thì ok, chúc mừng. Chúc mừng em, không phải là chị buồn với em. Chúc mừng là em phải bước đi, vẫn phải bước đi cuộc đời của mình và sẽ gặp được một người đúng giá trị của em đang có. Họ sẽ trân trọng, yêu thương em nhiều hơn và em sẽ tiến tới một hạnh phúc mới xứng đáng với em hơn. Và chị nghĩ là em sẽ gặp những người tiếp theo, những người mà sẽ yêu thương em đó nha, và gia đình họ cũng trân trọng em đó, thì em sẽ hạnh phúc gấp ngàn lần. Đó mới là tình yêu thật, tình yêu xứng đáng. Ok, next. Ok, câu hỏi vui thứ hai mình chia sẻ là chị ơi, em muốn hỏi ý kiến mang tính xây dựng về vấn đề này ạ. Chuyện là tần suất gặp nhau của em và gia đình của bạn trai em ngày càng nhiều, nhà có tiệc, đám cưới, họp mặt, cơ bản là mọi người trong gia đình và họ hàng anh rất thân thiện và văn minh với em, đặc biệt là mẹ anh nói chuyện với em và cả những người trong nhà rất nhẹ nhàng, văn minh. Cơ bản là em thấy thoải mái khi ở gia đình bên đó. Ok, chấm điểm. Người Hoa ạ. Vấn đề, mỗi lần nói chuyện với em, em chỉ biết trả lời những câu hỏi của bà hoặc ngồi nghe kể chuyện chứ em không biết chủ động và dẫn dắt câu chuyện. Nói thẳng là em còn ngại và bình thường cũng không phải khéo ăn khéo nói. Hoặc đúng đài thì em nói nhiều. Mong các chị cho em ý kiến về việc phải làm sao và cách nào để nói chuyện hoạt bát hơn với người lớn bên nhà anh hơn được không ạ? Mỗi lần qua nhà bên đó em muốn gần gũi với bà hơn chứ không phải cứ kè kè anh. Good, cô bé cũng có suy nghĩ đó. Mỗi lần em qua nhà để ăn cơm thì lúc nào rảnh bà sẽ nói chuyện trao đổi với em về anh hoặc là về chuyện trong gia đình. Oh wow, cô bé này rất là lucky, may mắn được một người mẹ chồng vui vẻ, tôn trọng, yêu mến, và cũng như là bà sẵn sàng chia sẻ về chuyện con trai của bà, là cũng giống như người ta muốn cô bạn gái này hiểu về con trai người ta hơn và chuyện trong gia đình nữa. Đâu có ai tự nhiên mà chia sẻ chuyện gia đình cho một người lạ đúng không? Đó, cô bé may mắn. Bonus là việc em phụ được gì thì em đều phụ chứ không ngồi yên một chỗ hay vào phòng. Good. Mà hầu như chỉ để em phụ những việc rất nhỏ thôi, không cho em làm gì nhiều. Cảm ơn. Cái tin nhắn này thì cô bé này không biết chủ động và sẽ biết mở câu chuyện để nói chuyện với nhau như thế nào. Thì lời đầu tiên thì chúc mừng em gặp một gia đình bạn trai thân thiện, vui vẻ và sẵn sàng chia sẻ cho em nhiều thứ, không khó khăn và thích em nữa. Chúc mừng em đó. Và mình cho lời khuyên ở em là nếu có ít chi phí, chị không khuyến khích dùng tip này nhiều.
nhưng tiệc tùng thì mua ít bánh trái hoặc bánh kem nhân dịp sinh nhật tặng mẹ của bạn trai em. Đó, đó là cái tip của mình chỉ cho em ấy, là có thể mua bánh kem để tặng cho mẹ bạn trai. Em có thể là tự tay mang cho bà, mang cho bác gái, mẹ của bạn trai em chẳng hạn. Hoặc là em mua bánh kem, viết tên bạn trai em tặng cho mẹ và nhờ anh bạn trai gửi tặng cho mẹ. Là có hai điều. Thứ nhất, anh ấy thương em hơn. Thứ hai, nếu bà ấy biết được thì bà ấy cũng vui, vì ít ra không cần thể hiện là em là người tặng. Ok, hoặc là em cũng có thể là nhờ bạn trai em gửi cho mẹ anh ấy dùng. Nhiều cách lắm. Mua bánh trái, mua chà biếu, rồi em có thể gọi điện thoại hỏi thăm, hoặc là chúc mừng sau những dịp lễ, hoặc là sinh nhật của các bác. Còn với những trường hợp không nhiều chi phí, không có nhiều tiền thì mình có công. Mỗi lần em đến nhà hoặc đến tiệc, có lễ ở nhà, thì qua nhà bạn trai phụ rửa chén, quét nhà, hoặc là em có thể phụ được gì thì phụ, rửa rau chẳng hạn. Đó, nói chung là hãy chú ý và biết quan sát một tí. Người ta không cần phụ nữ phải cực kỳ giỏi, nhưng mà người ta thích và thương người phụ nữ biết điều, hiểu chuyện. Ok, em hãy để ý những điều nhỏ nhặt nhất có thể giúp họ, họ sẽ vui lắm. Ok, hết giờ rồi, bây giờ mình phải đi công việc đây. Bye bye mọi người.